Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là đi đây võng đây. Thì như mình nói ở clip trước ha, thì mình sẽ dùng cái trái sờ chinh này và mình đi thi thử gọi là hình tinh đó bạn, hình tinh bounty nha. Đó, bounty hình tinh gì đó, hunter gì đó là mình sẽ đi gọi là đi săn bounty cho các bạn coi thử nha. Thì trước khi mà mình ra server tường săn á thì mình sẽ thử BB với bạn này, thử xem trái sờ chinh BB mạnh cỡ nào nha bạn. Mình sẽ cho bạn xem trái sờ chinh mạnh như cỡ nào. Tại vì mình BB thử các bạn, sờ chinh khá là mạnh luôn. Nhưng mà trước khi BB á thì mình có một vài cái mà mình thắc mắc các bạn, là trong BB á nó có luật gì đâu đúng không? Tại mình nghe nói là trong BB là cái gì mà luật là không được nhảy cao nè, cái gì trong BB không được nhảy ta, là kiểu mình xài Sky các bạn, là mình chơi skin như mình nói là mình phải đánh từ trên cao xuống á đó, mấy bạn mới có dễ nhắm vô đối phương được đúng không? Các bạn đứng dưới đất nhắm lên thì sẽ khó hơn là đứng từ trên nhắm xuống chứ đúng không? Đó thì nói chung là ai cao hơn thì dễ thấy đối phương hơn, là dễ BB hơn chứ. Mà sao tự nhiên đâu ra mình nghe nói cái luật gì mà không được nhảy quá cao ta, không được Sky á bạn, sao kỳ vậy, BB mà không được Sky rồi sao đánh. đó là cái thắc mắc của mình đó bạn, đó cái luật đó khá là kỳ á bạn. Tại mình thấy nước ngoài ta BB là người ta đâu có luật gì đâu, ta BB trên cao dưới đất gì thì nói chung là tùy người ta chứ đâu có đâu ra cái luật mà nhảy lên không cho nhảy quá cao đâu ta, đó là vậy. Như mình nói đó, cái sờ trên này á là mình bắt buộc phải xài Sky nha mày. Đó là tại mình đánh từ trên xuống á cho dễ BB và dễ đánh trúng đối phương hơn nhiều. Đó là vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ BB với bạn này nha. 1 2 3 vô. Đó, mới vô mình sẽ nhảy lên trước vậy nè. Mình sẽ bật. Đó, phải không? Mình sẽ đánh từ trên cao xuống. Đó bạn nhìn nè. Đó, thấy chưa? Đánh trên cao xuống thì các bạn dễ đánh trúng đối phương hơn. Đó. Đó các bạn dễ đấy, thấy đối phương không? Các bạn chỉ cần xài chiêu C là y trúng mình rồi. Mấy bạn chỉ cần xài chiêu C là auto gì ta, ô trúng luôn kìa, ảo vậy. Thì các bạn chỉ cần xài chiêu C là auto mà gọi là trúng đối phương á. Đó bạn thấy chưa, chưa hết mắt các bạn mà trúng là chiêu C nè, các bạn nhìn chiêu C nè. Đó các bạn không, tơ tự dí nha, nên cái auto aim này ngon vãi luôn. Ui da, rồi trúng. Ôi hụt ơi, không có hiện đam hụt nha mày. Đó thôi, bạn này xài băng nữa ta. Đó các bạn chỉ cần xài ráng xài chiêu ít đó, cái lòng chim mà trúng thôi là các bạn xài chơi auto trúng luôn nha các bạn. Đó bạn thấy ha, trúng ui vậy hụt kìa. Đó từ từ nha, đây mình coi cho các bạn coi đó. Ui hụt hả, kỳ vậy ta. Ui hụt rồi, đây bạn nó xê mấy bạn không, bạn nó băng hụt một cái là các bạn xê vô liền cho mình. Ồ, chiêu C đúng mạnh luôn á bạn ơi. Mình thích đúng chiêu C luôn á. Với lại mình xài tộc thiên thần đó bạn, nữa các bạn yên tâm. Đó, mình có hồi máu và giảm đam nữa, nên không có sợ lắm. Đó, úi, vậy hút kìa. Đây, các bạn coi nè. Ráng trúng chiêu ít thôi nha. Đó, ráng trúng chiêu ít nè, đó, mấy bạn C vô liền cho mình. Đó, bạn thấy chưa? Một phát combo là một đống đam liền luôn. Còn các bạn nào mà hay nữa thì sai rồi, trúng rồi, tay vào đó rồi, thấy chưa các bạn, thấy chưa đó. Thì nói chung là các bạn mà chỉ cần ráng cho mình trúng chút ít á, chút ít chỉ cần trúng đối phương thôi, bắt cái lòng trúng các bạn là các bạn có thể xài V vô được luôn. Nếu các bạn mà chuẩn V hơn á, tại mình không có chắc là V mình có chuẩn hay không á, nên mình không có xài V, mình xài C. Thì các bạn có hai cách nè, đây để mình thử lại nha. Đầu tiên là các bạn ít vô nè, đó khi đối phương bị CC nè, các bạn xài C V luôn cho mình. Wow, đó là đối phương sẽ không di chuyển được đâu. Sau rồi các bạn xài C vô luôn. Đó thì cũng được nha. Vậy cũng được, hoặc là nếu các bạn nào chắc như mình á, mình sợ xài V hụt hết thì mình xài ít xong C cũng được. Không được nhảy cao các bạn thì mình thấy khó. Khó là vậy, bây giờ mình sẽ ra server thường nha. Mình sẽ đi săn bounty thử cho các bạn coi nha. Mình chỉ sợ ra server thường gặp hack á, hoặc là mấy bạn mà đánh hội đồng thì mình sợ thôi. Chứ 1-1 thì mình nghĩ là sờ chinh này không có gọi là sợ lắm nha các bạn. Đánh lén á, nên mình không thích lắm. Ô, rồi, có người quánh anh này, Ok. Ôi, gì á, cái gì đông vậy? Rồi, đánh rồi nha các bạn. Rồi nha. Rồi. Có người quánh rồi, hay quá. Tránh ra, rồi, có người quánh với mình rồi, hay quá. Giờ nãy giờ đó. Rồi nha, từ nha. Tại nãy giờ mình cứ sợ là mình đánh lén nên không được đẹp cho lắm, nên
Bây giờ có người đánh đây nè. Rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha. Để mình hồi máu lại tí. Ôi, ai ai quánh nó vậy? Ôi. Mình thấy có ai dí theo mình quánh nữa kìa. Ôi, ui da. Từ từ nha, để mình nhảy lên cao tí. Đó, bật Haki lên né. Ôi, ôi dồi, 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 dồi. Ý, chạy. Ôi, đông vậy trời, cái gì? Ôi, một mình đánh hết hả? Cái gì vậy? Game gì vậy? Một vết ba hả? Không sao bạn ơi. Được luôn. Đó, được luôn. Ủa, một vết ba thiệt nữa bạn. Ủa, một vết bốn luôn. Một vết bốn luôn. Một vết năm luôn. Quánh dữ vậy. Ôi. Trời ơi, đánh trời dí quá trời vậy. Cái gì quá trời dí vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà dí dữ vậy? Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ui da, rồi trúng rồi, trúng rồi bạn ơi. Ui da. Mấy bạn này bơi bơi nhớ mà ta. Ai da. Bơi bơi nhớ mấy bạn ơi, mấy bạn này bơi bơi nhớ rồi. Khó đánh này nha. Cái gì mà trời, bơi bơi nhớ mấy bạn ơi. Rồi hiện tại là mình rủ ra được bạn này bơi bơi tiếp nữa bạn. Đó, đây đây đây. Giờ 2 3 vô. Go. Mình rủ bạn này được bơi bơi rồi. Ui. Hên. Hồi bắt chúng mà mình còn thoát ra được hên quá. Rồi, chúng rồi nè bạn. Đó. Ý. Tránh ra. Ui, hên quá hụt cái kia. Thôi. Ôi gì vậy? Gì kỳ ta? Ôi. Rồi chúng rồi nè, chúng rồi nè. Xới vô. Ui. Các bạn đó né được hết đó ta. Hay vậy ta? Hay đó chứ. Tránh ra. Ôi. À, rồi rồi rồi, toang 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 rồi. Biết ngay mà. Bị trúng cái đó là không thể nào mà né được các bạn. Ôi. Mấy bạn này bơi bơi kiếm hay quá ha. Bơi bơi kiếm đúng hay luôn á. Y ừ. Trúng rồi nè. À rồi, tay mình rồi, tay mình rồi, tay mình rồi, trúng ra. Ôi. 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 Ủa hay vậy? Vậy nó combo các bạn thấy không? Ôi. Combo một phát là. Ôi. Hình như là combo của Mochi hút vô rồi, rau đen nè. Hay 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 hay. Rồi, tiễn vào crew liền các bạn ơi. Vậy là mình sẽ đi tìm ai mà BB win mình là mình sẽ tiễn vào crew nha. Hay đó chứ. Hay 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 hay. Rồi. Rồi đó. Rồi. Ôi ghê vậy trời, bơi bơi hay vậy. Vãi thật sự. Chúng cái củ rau đen cái là cái cây mochi kia hút ra hút vô hay quá vậy. Ôi được phết, được phết, được phết. Rồi. Ok. Bơi bơi. Bơi bơi. Ok bơi bơi. Đâu, bạn nào bơi bơi ở đây? Bạn Red Red App này đúng không? Rồi. Red App đúng không? Rồi vô 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 vô. Để mình bơi bơi thử với bạn này thử nha. Chứ bạn kia bơi bơi ghê quá. Đây đây đây. Go. Ui, bạn này thì lại xài cái ủa sao ai cũng xài tộc Minh vậy? Ai cũng xài tộc Minh nha. Bạn để ý đi. Saber tộc Minh nè. Ui. Ôi, cái trái sờ chinh này khi mà mình bị lao vô gần á bạn. Khi mà đối phương lao sát gần á, khó bơi bơi lắm. Tại là trái này chỉ đánh từ xa à. Ôi, khó chịu vậy. Ôi. Hay quá vậy. Đó. Rồi, trúng rồi nè. Ôi, hụt rồi. Ôi. Ôi,
Ồ, mình thua nãy giờ thua đúng bạn kia á bạn, bạn kia bơi bơi hay quá. Bạn kia xài cái của bạn kia xài cái của Mochi á bạn, cái cây của Kata á. Combo hay quá à. Nên mình bơi bơi không lại. Đó, chứ bạn này là mình có thể thắng nữa bạn. Đó, bạn này thì mình có thể may ra được có thể thắng nè. Còn bạn kia thì bơi bơi hay quá. Mình thắng không có lại. Cố lên, cố lên, cố lên. Ui hụt rồi. Ai da. Không lẽ mình già rồi ta. Hút vô lại nè. Đó. Chưởng ra. Ui hụt rồi. Ý hụt. Đó phải không? Mình mà xê hụt cái của kia phát là mình phải chạy liền. Ui. Mình đang bị thua ngược hả ta? Sao giống mình đang bị thua ngược quá vậy? Giống mình đang bị thua ngược đó bạn. Rồi, ơi, cho chim bông kia. À. Ui. Thế mà hụt xạo thiệt. Hay quá, hút chúng rồi nè. Ôi, hút chúng rồi, hút chúng rồi. Ai à, ai, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi. Dính cái Kabucha đó là toàn rồi. Ui, hay quá. Đó, bây giờ mình sẽ bê bê với bạn cuối cùng nhé bạn, bạn này nha. Bạn heo này nha. Go. Chỗ phun nít hả? Ai à. Ui, phun nít à. Phô nít, phô nít. Phô nít. Ui, khó nha. Ừ, hay quá chúng ơi. Khó quá nè. Yes. Thắng được một bạn. Thắng được đúng một bạn. Trời ơi mấy bạn kia xài, nói chung là mấy cái bạn mà xài chép quỷ á, thì dễ bê bê hơn á bạn. Mấy bạn mà xài kiếm á, bê bê ghê quá. Mấy bạn mà xài siêu quốc là đam chính á, bê bê ghê quá bạn ơi. Thực sự. Ai nữa đây? Bạn này hả? Vô. Vô. Bê bê hết toàn server luôn. Vô. Rồi. 1 2 3 vô. Vô. Nữa. Yami nữa hả? Yami với kiếm nữa hả? Cái gì mà đứng bắn bắn đâu vậy? Cái gì đứng bắn bắn vậy? Đúng rồi, Sky có sao đâu. Lại, lại không được Sky à. Đó, sao nữa vậy? Sao không được Sky nữa hả? Lại không được Sky à. Vô. 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 Ui, lại, lại Mochi. Lại cái cây đó nữa, có chiêu đây. Yes, trúng rồi. Ủa, bạn nào vậy? Ủa, à bạn bên này hả? Vãi. Cái gì mà đánh không để không thấy bạn nào luôn ta. Đây. Không lẽ mình già thiệt ta? Không lẽ mình già thiệt cỡ bạn ơi. Khó quá nè. Đó, chạy. Cái cây của Mochi đó hay quá bạn ơi. Cái cây của Katakuri nó mạnh thiệt sự.
Rồi chúng mày mày nè. Đó, đau chưa? Đau chưa? Chạy đâu? Ui, hay vậy? À, hên quá. Hên quá. Rồi, thì chắc mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây thôi nha các bạn. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình nha. Thì có nhiều bạn bơi bơi hay quá, bạn thấy rồi đó. Ui, bơi bơi mà combo của cái cây Katakuri á bạn. Xịn thật sự luôn, mình bơi bơi không lại thiệt nha. Mấy cây đó hay thì còn có một vài bạn mình có thể thắng thôi, còn một vài bạn mình không thể nào thắng được nha. Bơi bơi hay quá. Thì mình tuyển được thêm một bạn vào career nha, thì bạn đó thắng mình 3 lần. Đó, bạn đó thắng mình 3 lần đúng luôn. Ghê quá, nên mình cho bạn đó vào career luôn ha. Bạn nào bạn này bơi bơi thắng mình thì cho vào career. Thì bạn nào muốn vào career mình chắc mình nghĩ là mình sẽ đi bơi bơi bạn đó thử ha. Bạn đó nếu mà thắng mình trên 3 lần á thì mình sẽ cho bạn đó vào career luôn nha. Rồi, thôi chắc mình nghĩ là kết thúc đi tại đây được rồi ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những cái clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Ây nha, các huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.